6 7 ly 6 7 2 6 7 với chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề ngồi đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ vội phai tình vào thiệt thô mãi mãi em sẽ khóc suốt đời anh ơi thì em ơi em vì nghĩa xưa đôi ta về say mộng lại chuyện cũ sẽ vào gì vắng sẽ nhạt phai rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua trời đẹp và xanh bao la rồi sáng lối đường anh về chim én mang mùa xuân gió mơ niềm đau năm cũ anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cũ chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém thành kỷ niệm vài nắng còn đường xưa những chiều hẹn cơn mưa đổ mưa ướt lạnh vai em anh thấy lòng mình giá băng alo. Chào tất cả anh chị và các bạn nha. Hôm nay em giới thiệu đến tất cả các anh chị và các bạn một dàn karaoke giá rẻ. Nó có bao gồm một bàn mixer Yamaha CT80S 8 line mix, một tủ đẩy MA7002, một bộ mix cao cấp của hãng Tecta TS6700, một cục nâng tiếng, một cọc full đôi 3 tấc hàng mới của công ty Thanh Lý, một cọc full đơn 3 tấc hàng Thanh Lý. Tổng cộng tất cả cái dàn này là 12.700.000 đồng, 12.700.000 đồng nha mọi người. Ok, bây giờ em sẽ quay gần cận cảnh cho mọi người xem nhé. Quý anh chị, các anh chị và các bạn, chúng ta có ít tài chính thì chúng ta mua một cái dàn này rất là hoành tráng luôn, không cần phải màu mè chi cho nó nhiều. Đây là con mixer Yamaha CT80S. Đây hai dây đen làm đưa ra cục đẩy, dây này lấy nhạc, mà chúng ta có thể mở Bluetooth cũng được. Rồi đây là cục đẩy. Bên em MA7002 hoặc là CA20. Đây là cặp mic Tecta. Dưới là cục đẩy của hãng cao quên cục nâng tiếng của DBX EX3000. Đây cặp full đôi 3 tấc. Rồi dưới là cặp full đơn 3 tấc. Và lưu ý mọi người, lưu ý giùm em, nguyên vàng này thì em chỉ bán tại cửa hàng thôi, em không có bao ship đi nha. Em không có nhận ship đi xa, tại vì các anh chị và các bạn cũng thông cảm, tại vì cục đẩy rất là nặng và lo quá nặng, mà ship đi xa thì lỡ nó đổ vỡ thì lại phiền lắm, rất lòng. Em không thích bán hàng rồi lại đổ thừa lý do này lý do kia. Còn những cái món lẻ như anh chị mua lẻ như bàn mixer nè, micro nè, cục nâng tiếng nè, em bán tất tần tật, em ship đi cho anh chị ok vô tư. Còn riêng cục đẩy và lo thì em không ship đi được nha. Anh chị các bạn thông cảm cho em nha. Rồi ok, ai quan tâm sản phẩm liên hệ với em theo số điện thoại 0937 381 978.
0906 041727, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng số 327-1 đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tham khảo và trải nghiệm cho rõ hơn nhé. Ok, lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Trong hai cặp loa này chúng ta có thể lấy một cặp cũng được. Nếu mà cặp loa full đơn cũ anh chị không thích thì chừa lại. Ok, vậy nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.